Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng bàn tay của các bạn sẽ làm nên mọi thứ. Đúng vậy, trong thế lần này bàn tay của bạn sẽ rất mạnh. Chúng ta có thể sử dụng bàn tay để có thể đào block, giết quái vật, tất cả mọi thứ. Hy vọng các bạn xem đến hết video. Nhân tiện, hiện tại kênh của mình có tới tận 95% những bạn đang xem video của mình trong vòng 1 tháng qua là chưa ấn nút đăng ký. Nên nếu các bạn thích những cái video thử thách sinh tồn như thế này thì hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Và chúng ta bắt đầu video. Mình đang ở trong cái spawn nào thế này? Đầm lầy, đồng băng. Ok. Và như trên tiêu đề, hôm nay bàn tay của chúng ta làm nên tất cả. Và bây giờ cái tay chúng ta sẽ làm nên tất cả. Wow, mình đập. Ê các bạn thấy không? Mình đập gỗ khá là nhanh đúng không mọi người? Wait a minute. Để coi mình đập. Một thứ mình đập khá là nhanh. Nhìn này. Cái tay của mình. Ok. Cái tay mình nghĩ là hôm nay cái tay mình sẽ làm nên tất cả luôn. Mình sẽ không cần phải đập gỗ, đúng không? Mình không cần phải đập đá. Và chúng ta đi thử coi với bàn tay của chúng ta thì oh my god, con cuốn này mình không muốn đánh cho nó cho lắm. Để mình coi với bàn tay này thì mình có thể đấm vào cái con bò bao nhiêu cái thì nó sẽ chết đây. Để coi thử coi. Rất là trứng bò nữa. Let's go. Ok, mình có thịt bò vô hạn. Mình chỉ cần một cú đấm thôi là nó chết rồi mọi người. Ê, thế thì đấm thử con. Con cù nè. Nếu không phải tay của mình thì mình không đấm nó được mọi người ạ. Đấm nó kiểu rất là bình thường ấy. Còn khi mà mình đấm bằng tay không. Boom. Chúng ta sinh ra trứng cù vô hạn. Let's go. Ok, mình sẽ giữ một cái để chúng ta có thể lấy được vô hạn cục len. Và để coi đi qua hướng bên đồng bằng để chúng ta có gì đây. Có cây hàng dưới đây nè. Mình muốn thử coi đấm con này thì nó có ra cá. Ôi, nó có ra trứng cá luôn, trứng cá hồi. Ok, thả lại nè. Ở đây nhiều đá quá nè, sắt nữa. Let's go. Bây giờ thì nếu mà mình xài tay không, mình đập cục đá nó sẽ vẫn là cục đá luôn, nó không có ra cobblestone, nó không có ra cục đá thường. Thế thì mình vẫn phải làm dụng cụ bằng đá rồi mọi người ơi. Không sao, mình sẽ đập hết sắt ở đây, than ở đây nữa. Than thì mình vẫn ra cục. Mình sẽ lấy hết sắt ở đây vậy, cùng nhau làm bàn chế tạo, làm đồ gỗ, cùng nhau làm cái cúp đá là được rồi nè. Chúng ta có thể đập than rồi mọi người Chúng ta có vài cục đá lửa ở đây, chắc là mình sẽ xài để đấm vậy. Bởi vì nếu tay không, mình sợ mình sẽ bị cái độ mềm mại mọi người. Có nghĩa là cái tay của mình khi đấm vào một cái block nào đó thì nó sẽ có độ mềm mại. Oh my god, mình đập 24 cục sỏi và ra được một cái đá lửa. Game này đang giỡn mặt với mình đấy à. Và mình đập ra lá cây nữa nè. Ok, mình có thể sử dụng cái này làm block. Có cái cổng đây nè. Để đúng rồi. Liệu tay mình có thể đập ra được obsidian không ta? Đập khá là nhanh luôn nha. Và mình vẫn giữ được cục obsidian. Ok, có lava dưới này, có obsidian trong đây không? Chúng ta có được một đá lửa, sắt, kiếm vàng sửa chữa và cái sảng sửa chữa. Ok. Liệu ở đây có đủ hắc diện thạch để mình có thể làm được một cái cổng không ta? 1 2 3 4 5 6 3 7. Ok, chúng ta chỉ có 7 cục thôi. Không sao, mình sẽ làm cái lò nung này, bỏ sắt vào đây, bỏ than vào đây, chúng ta có thể ra được sắt. Sau đó chúng ta sẽ có khoảng 1 2 3, chúng ta có đủ 3 block nhung nham. Ok, chúng ta đã có được 2 cục sắt rồi. Bỏ cái này vào sẽ ra được boom cái xô. Và mình chỉ cần 2 cái và 3 cái, lấy tay đập nào. Thế là đủ, chúng ta có đủ làm được cái cổng rồi đó mọi người. Để đào nhanh hơn chúng ta sẽ cần một cái cuốc. Ok, thì bây giờ mình nghĩ đồ mình khá là ổn rồi này. Mình có thể làm cái cổng xuống địa ngục luôn. Dạ. Tại sao em xuất hiện ở đây vậy? Em xuất hiện được chưa? Trong thế giới này bây giờ cái bàn tay của em làm nên tất cả. Chỉ còn một cú đánh thôi là em có thể. Tay không. Hello. Tay không của em đánh cho anh coi được gì? Một cách nào đó Huy xuất hiện ở đây mọi người ạ. Đây. Trời, tôi là vị tay không mà. Của em có thể làm được rất nhiều thứ luôn đấy Huy. Vậy là em bằng tay thơ mời thử tay em đi anh bảo. Không, tay anh cũng vậy, không thử đâu. Đi nào. Cho em đồ ăn ai? Cho em đồ ăn. Vậy nếu gì mình chỉ cần kiếm Blazer với Enderpearl thôi, đâu cần kiếm mấy khác đâu. Thì đúng rồi, bàn tay em mạnh lắm rồi. Giờ mình chỉ cần đi kiếm thôi. Ok. Passion dưới. Gì nhanh vậy? Bên đây. Em trời. Cái Passion bên đây. Cái hướng của cái Passion nằm đâu ta? Này thấy đâu? Anh thấy ở phía dưới. Con chó skeleton này. Đây rồi, bắt xe đây rồi. Đâu, anh bảo đâu? Anh trên đây, phía trên. Ây da. Có mấy con heo ở dưới kìa. Xuống đập nó luôn chứ gì nữa. Mày hay bưởi. Ok, chúng ta có thể nung cái block này thì phải. Ê, nung cái block này hình như nó ra cục vàng. Để làm thử đây. Mấy con heo màu đen ở dưới. Con block vàng ở dưới. Đi ra. Mày hay bưởi. Ok, đã đập được một cục vàng. No. Đi ra. Heo trâu vậy, đạp nó mấy chục cái nó mới chết. Đúng rồi, heo hơi trâu. Con đen đó. Con đen, chạy. Ok. Đang ghi anh bảo à, em chạy đây. Từ bình tĩnh. Bình tĩnh ơi. 1, 2, 3, let's go. Mày hay bưởi. Anh có.
một cái cúp độ mềm mại ở thế khác gì cái tay của mình vậy? Tay má, tay không mấy gì, tay siêu nhân luôn. Anh bảo anh đi vô trong rồi, đi vô trong rồi. Rương coi sắt đây, đi xuống tiếp nữa nè. Có cái rương nè, lóc vàng. Ôi coi cuốc lời mình biến mất nè. Châu Huy này làm gì đây? Cuốc kim cương. Cái này thì làm được cái gì? Ây da, ôi thì nó là cây cúp kim cương thôi. Mình có tay mà mình cần chiếc cúp. Anh bảo cũng cần cúp chứ, sao đây không nhìn anh bảo nhìn gì? Chỗ này anh nghĩ chỗ này là cái chỗ để mà lấy đồ đây nè. Bảo ok ok, đây nè, chính xác là nó rồi. Tôi đào đúng không? Thấy tôi đúng không? Đúng. Cảm ơn liền đi. Ở đây còn nữa. Đúng rồi đâu? Nghe tiếng không thấy hình đâu ha. Đây rồi, một con tập biên bảo. Xuống đây Big Lin ơi, đây đi, xuống đây đi, xuống đây đi. Đúng rồi. Ui da, ôi con heo đúng không? Heo đen đúng không? Anh ơi, xin lỗi Huy, xin lỗi Huy. Nó yếu rồi, chín. No. Anh bảo không biết bảo vệ người em. Để coi, có... Bên đây có ngọc. Em có 7 cục mình, anh bảo. 7 cục ngọc rồi hả? Ngon vậy. Ok. Anh có 16 cục ngọc rồi nè. Trong đó còn không? Như là... Còn ngọc. Để vô đây lấy luôn. Ê, thêm 6 cục nữa nè. Anh nghĩ là chúng ta có thể đi được rồi đó Huy à. Đi thôi, đi đâu? Đi tìm The Fortress. Let's go. Ok, đi thôi. Chiến tiệt. Long spawn con play dưới luôn kìa. Thêm đồ ăn. Tại không của mình thì mạnh đấy, nhưng mà tôi này đánh kinh quá. Ê, anh có một cái quả trứng play rồi. Thôi, ra giết con mấy con play khác anh ơi. Ok, đi ra. Shit. Ow. Rồi, no. Anh có 3 cái rồi nè. Anh có mấy quả trứng play rồi, chứ đi ra ngoài không được. Ra vậy? Đập này đi. Ôi, anh lấy được cái lồng spawn luôn rồi. Chưa tết mà, không nó nha. Nó là play spawn luôn. Oh my god. Đi ơi, let's go. Nó tên là lồng play luôn em ạ. Đánh rõ anh bảo. Ok, 8 cái, let's go. Còn, bây giờ anh có 5 cục hát diện thạch à. Đây còn phải tìm thêm hát diện thạch Huy ơi. Anh có mấy cái? Không nhìn nè. 1 cái, 2 cái. Ok, 7 cái rồi, chúng ta còn 3 cái đâu Huy ơi. Xong, 3 hát diện thạch. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. What the fuck? Oh no. Oh my god. Yeah. What? Ủa? Hay vậy hả? Ủa? Ok, anh sẽ nung kim cương lên. Gỗ hồi nãy anh đập bảo rồi. Bảo ra đây xem nè anh bảo. Wait what? Cái này là hồ nước. Chúng ta đang ngoài biển. Đào ít than để anh nung kim cương. Trong lúc nung kim cương thì mình sẽ đổi play bột quỷ lửa ra 12 cái. Và chúng ta sẽ để vào đây 12 con mắt. Ok, 5 cục kim cương rồi. Chúng ta sẽ làm cái gì đây? Chúng ta sẽ làm cái mũ kim cương cho mình. Mũ kim cương. Yep. Ok, quăng con mắt coi thử rồi. Đi hướng nào? Hướng này. Oh no. Để luôn cái con mắt đầu tiên rồi. Chơi đi. Hướng nào? Hướng này. Làm ơn. Ok, đi. Ok, vẫn là... Ôi, trước mặt là dân làng. Chúng ta sẽ có đồ ăn Huy ơi. Lúa đâu? Chú không cần dưa hấu. Ủa không có lúa vậy? Bánh mì đây rồi. Đi tiếp thôi. Ôi, nó trong cái làng. Anh nghĩ là vậy, nó trong cái làng. Anh nghĩ... Oh no. Nó ở đây đúng không? Nó đi qua đây rồi. Đây nè, đúng rồi. Đào đi Huy. Ôi, đây rồi. Đây. Xài cúp bình thường vô luôn nè. Let's go. Vô. Để coi. Stronghold nằm ở đâu nào? Tìm đi. Để coi. Ui, kiếm này. Còn gì kiếm? Ở đây nhiều phòng vãi. Giáp sắt nè. Let's go. Cái gì đây? Đây rồi. Nó bao nhiêu cái cục. Ui, không có một cái nào luôn. Vừa đủ cái. Ok, và đây hai cái giường ở đây. Yeah. Làm một cái cung. Let's Yo. Go. Em vô trước lêu. Hello Ender Dragon. Boom. Không dính. Oh no. Ây da, mấy con Enderman này nha. Chắc đấm mày chết quá à. Ây da. Ok, đã xong một trụ. Ủa sao nó không hồi máu hồi lâu vậy trời? Trụ thứ 3 và trụ thứ 4 sẽ nằm ở đây. Trụ thứ 3. Ôi, cái tay em lên đây rồi anh bảo. Đây nè, đây không? À thấy rồi, xa dữ vậy. Ok, còn cái trên nữa nè. Yes, let's go. Mà đồ qua tàu đó em ngồi anh đây. Em ngồi anh đây. Đây. Hơ, anh lên rồi, anh lên rồi. Ôi, đang căng quá. Trời ơi, một đấm của em bảo ơi. Rồi, Ender Dragon. Hả? Đã xong hết vô. Chỗ. Bây giờ xài tay đấm Ender Dragon nha. Ai đấm trước người đó được 100.000 đô.
100.000 đô, ok. Giúp. Đây. Đây. Lên, lên, lên. Chết mẹ con. Oh shit, oh damn. Oh! Sao nó rơi xuống có cái đâu, đấm được cái nó đi luôn rồi. Ghê qua nè, mày hả bưởi. Tao biết mày sẽ đi xuyên qua mà, con chó này. Rồi rồi. Mày hả bưởi. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Hai con to này sẽ bắn được Ender Dragon. Một. Không dính. Không dính nè. Hai. Oh no, cao quá. Chán thiệt, Ender Dragon chán thiệt chứ. Ờ hả, xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Ào. Hơi đau nha, hơi đau nha. Ok, ok. Ôi. Ôi, còn nhà cuối, alo. Alo, alo. Dạ, dạ, dơ, 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 dơ. Có bài lóc không, có bài lóc không? À. Em có bài lóc nhưng mà em lên được như anh bảo. Em thấy bài lóc dưới chân của anh bảo. Dơ, dơ. Oh my god, no. Oh. Whoa. Oh, damn. Vai trưởng mình. Oh, no. 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 Shit. It's time. No. No. 100.000. No. Yes. Nó vừa hên bảo. Không chơi nha.